Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Thường thì những xe xài lướt đẹp, độc và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng, sang tên mới được mua bán giao dịch ha, nên mình có thu mua, có bán, có trao đổi luôn. Anh em có theo dõi rồi biết ha. Mình bổ sung nói vậy để mình nói như vậy để những anh em theo dõi sau để biết chừng có thể là giao dịch mua bán và trao đổi mình vẫn có đầy đủ hả. Rồi, cũng như mọi khi mình sẽ giới thiệu review những chiếc xe mới về, những chiếc xe có sẵn tại cửa hàng để phục vụ anh em đam mê xem chơi và có điều kiện thì lựa chọn hả. Nếu mà chưa có đam mê mà chưa có điều kiện thì hãy xem chơi ủng hộ, khi nào ủng hộ kênh, khi nào có điều kiện thì ủng hộ chiếc xe ha. Rồi, hôm nay mình sẽ review giới thiệu chiếc CBR 1000 3R. Chiếc xe được cũng hồi lâu lâu rồi, mình có làm cái clip rồi, nhưng những anh em tìm không ra, rồi đồng thời rằng muốn mình làm lại để xem thì hôm nay thì tiện thì mình sẽ làm cho nó tươi mới hơn. Mình ghi lại cái chi tiết và có thay đổi giá, nó có giảm giá so với cái giá ban đầu thì anh em xem qua ha, rồi có lựa chọn thì lựa chọn nha. Đây, hôm nay chiếc này thì có làm được rồi, nhưng mà tiện thì làm chiếc này sẽ làm luôn để có so sánh cặp xe xì bọt. Anh em có quan tâm để lựa chọn chiếc nào thì lựa chọn nha. Đây là chiếc CBR 1000 3R ha. CB3R phiên bản 3R thì 2021 giữa cuối 2020 trình làng, và qua 2021 đến bây giờ luôn thì nó giữa cuối 2020 thì nó thay thế cho phiên bản 2R. Còn này là chiếc này là lên 3R luôn rồi. Một cái form đèn, một trong những cái nhiều thứ nó khác hoàn toàn so với 2R ha. Và đặc biệt chiếc này là phiên bản đặc biệt, phiên bản SB luôn, HRC SB nha. Đó. CB 1000 3R HRC nha. Này là phiên bản SB, phiên bản đặc biệt nha. Có phiên bản chuẩn và phiên bản đặc biệt, phiên bản SB đó. Rồi. Đây là siêu phẩm của Honda, một trong những dòng đỉnh cao của nhà Honda luôn. Một chiếc xe gọi là đỉnh cao về tốc độ, đỉnh cao về công nghệ và mọi thứ cực kỳ xịn sò luôn. Được thừa hưởng từ mẫu xe đua RC 213 nên Honda làm một cái form xe, một cái kiểu xe nó giống như một bản đua của RC 213 hả. Tất cả đồ trang bị trên xe này toàn là đồ xịn sò hết luôn, kể cả bô nè, bô Akabovic hả, bô độ Akabovic từ hãng luôn nha, chứ không phải là bô thường hả. Rồi, xe qua một vòng. Chiếc xe được chiếc xe biển số Thành phố Hồ Chí Minh ha, được cái biển số rất là đẹp, 59A333616, tài lộc nhất lộc luôn. Rồi. Nói chiếc này, nói chiếc CBR 1000 3R này, một siêu phẩm, một super sport, một super sport thì không có gì là không đúng ha. Nó là một cái phân khúc xe sport cạnh tranh trực tiếp với BMW S1000, BMW S1000 RR ha. Còn đây cũng là một siêu phẩm của Triumph, thì này phiên bản Suptible 1000 RR. Dòng này là một dòng sport cafe racer, cái kiểu chơi kiểu thể thao cổ điển ha, một trong những chiếc xe thể thao lịch lãm, những quý ông chơi xe vậy đó. Này, dòng này thì thế hệ mới được trang bị trên này, Honda trang bị
bộ phuộc ô liền, phuộc ô liền điện nha, phuộc ô liền điện, phuộc sau cũng ô liền điện luôn. Theo như mình tìm hiểu trên mạng thì đây là phuộc ô liền thế hệ mới. Đó, phuộc ô liền hả? Đây. Trang bị heo Rambo luôn nè. So với phiên bản chuẩn thì heo Nansin thôi, Nansin. Còn phiên bản SB này được trang bị heo Rambo M50 phuộc ô liền hả? Còn phiên bản chuẩn thì phuộc Suwa thôi, không được như vậy hả? Thì hiển nhiên cái giá thành của chiếc xe phiên bản đặc biệt này nó khác so với chiếc phiên bản chuẩn. Rồi, mình nói sơ qua những thứ như vậy hả? Còn anh em có quan tâm sâu thì tìm hiểu thêm trên mạng sẽ biết. Chiếc xe lăn bánh hôm nay chỉ 544 cây, 500 cây số đó, lốp vỏ nè. Còn mới cực keng. Một dòng xe đỉnh bản của Honda. Đây. Bộ dĩa nè. Xe này có gắn cái che các nước Evotech sẵn này ha. Bảo vệ các nước. Rồi. Đèn cụm đèn led bi ha, đèn bộ đèn rất là đẹp, rất là ngầu ha. Trang bị cái kính chắn gió như thế này Honda làm để cho nó gia tăng cái tốc độ cao, nó chạy gió tốc độ cao ha. Rồi. Rồi, cặp kính cặp siêu nhanh thì nằm trên kính hậu này nha. Quá đã với chiếc xe này luôn. Được trang bị 3 mốt chạy ha. Đây mốt chạy trên này ha. Một dòng siêu bọt trang bị 3 mốt chạy, anh em chạy có thể điều khiển 1, 2, 3. Rồi chữ T đó là kiểm soát lực kéo động cơ ha, thang máy á. Có thể mình nói có thể nó không đầy đủ, anh em có thể bổ sung thêm ha. Rồi. Đây những cái nút này nút tùy chỉnh ha. Nguyên cụm trên đó. Giao diện đồng hồ anh em có thể tùy chỉnh nha, màn hình TFT 5 inch. Rồi. Phuộc điện nha, phuộc ô liền điện nè, hai cây phuộc điện nè. Quá dữ luôn. Ổ khóa thì được giấu dưới này nha, khóa mấy cây không có dùng chìa nha. Đã không dùng chìa thì này khóa xì mấy cây, nút này, nút mở nguồn nó nằm ở đó. Đây, này có một cặp remote luôn nha, một cặp luôn, này một cái và một cái để trong nhà. Đây. Ghi vô cây phuộc đây luôn. Đây, đây trang bị phuộc ô liền sau luôn hả? Ô liền điện sau luôn. Cực đỉnh luôn, chiếc xe như là chiếc xe mới thôi. Anh em hôm rồi nhắn biểu làm chiếc này, clip chiếc này và nói rõ thì nói rõ ha. Tình trạng thì nước sơn mới tinh nha, cái tông màu HRC nha. Đó. Cái tông màu zin của nhà Honda nó luôn đẹp, mà không phải giống như ở mình mà sơn lại kiểu cái màu đâu, nhìn cái màu đẳng cấp lắm.
Rồi, cục máy nè. Đó, anh em xem qua cục máy nha. Nó mới từng chi tiết nha, xe xài lướt thì mới từng chi tiết từ trước ra sau. Rồi. Chiếc này là lăn bánh 500 cây nha, anh em coi thì sẽ biết, so với những chiếc xe mà đi nhiều ngàn cây rồi thì không có cửa với chiếc xe này đâu. Chiếc này phải nói là cạnh tranh với xe mới tại hãng rồi á, mà được cái biển số đẹp luôn. Đây, cái ghe gió chưa rụng nha. Mua về dạo phố chơi hoặc trưng bày xem những con xe như thế này. Vừa ý lắm, cực đỉnh. Cài ra đằng trước rồi giờ. Đứng chỗ kia ghi vô này cũng được nè. Đứng chỗ kia ghi cái góc hình vô đây nó nổ máy ra. Già già nhưng mà ngồi này vẫn được. Mình nhấp lên như vậy để cho anh em biết cái lực của chiếc xe này nó mạnh cỡ nào hả. Chiếc xe này vận tốc tối đa của nó tăng lên tới 215 mã lực lần. So ra thì nó vẫn cao hơn BMW một xíu. BMW tối đa là 207 mã lực, thì chiếc này đạt tới 215 mã lực, là một trong những chiếc xe hai bánh chạy nhanh nhất, siêu tốc độ luôn á. 215 mã lực nha. Trọng lượng khô của chiếc xe này thì 201 kg. Một dòng sự bọt mà một cái sắt xe nó nhẹ như vậy và một cái đạp tốc độ nó cao như vậy thì anh em biết nó phê cỡ nào rồi hả. Mình chỉ mới nhấp thôi, nhưng mà mình thì mình làm chủ xe rất là tốt rồi, với vả lại cũng không có chạy nhanh, nên mình nói anh em hoặc là các bạn trẻ thường đi những chiếc như thế nào, khi chưa quen xe đối với những chiếc như thế này thì mua về, nếu sở hữu về thì cũng làm quen với xe rồi tập kỹ năng chạy xe rồi cho nó cực an toàn. Chứ nhiều khi nếu mà không quen mà lên những chiếc này cứ thấy nó mạnh, chạy đã quá, chạy rồi nhiều lúc ôm cua này kia, nếu nó không quen xe thì nó cũng không có an toàn hả, nó thậm chí là nó nguy hiểm. Thì các anh em và các bạn trẻ thì có mua về gặp những chiếc này thì cố gắng đi cho nó nhuyễn nè, làm quen xe nó thật lâu nè, rồi trang bị kỹ năng nhiều rồi hãy đi những chiếc xe như thế này ha. Chứ về mạnh thì nó là thuộc top là ông hoàng tốc độ. Rồi, quá là mạnh luôn rồi. Xong rồi, mình chỉ nói đại khái về xe, lát mình sẽ nói cái giá về tình trạng xe nha. Còn anh em tìm hiểu thêm thì lên trên mạng có những thông số nó đầy trên đó hết, nó chi tiết nó rất là nhiều. Nhiều khi mình nói nó không có hết và nhiều khi mình cũng không có hiểu sâu hết đâu. Đối với những siêu phẩm như vậy mình nắm cũng không hết thì nhiều khi nói nó cũng lóng ngóng lắm. Rồi, chiếc thứ hai, chiếc đó nói rồi thì chiếc thứ hai, chiếc này có làm clip rồi. Nhưng mà để nói thêm, để cho nó sinh động thêm cái clip và anh em xem chơi hả. Đây là chiếc Jeep Triple 1200 RR. Này có hai phiên bản, có phiên bản RS và
và phiên bản RR thì phiên bản rẻ thì cái cụm đèn trước nó khác so với phiên bản RR này ha. Đây là một form, một dòng thể thao cổ điển nhưng mà xe hiện đại, một cái form nó cổ điển nhưng mà xe thời thượng ha. Chiếc này thì mã lực nó 180 mã lực, nó không bằng mã lực trước kia nhưng mà ra đường thì cũng không biết ai ăn ai đâu. Nói về độ mạnh, về chạy ra ngoài đường thì nhiều khi cũng không biết ai ăn ai đâu. Nói về mã lực như vậy, tại vì chắc xác xe chiếc này bản thân nó cũng nhẹ hơn chiếc kế bên luôn. Chiếc này 199 kg thì nó nhẹ. Đúng rồi, 199 kg thì nó cũng có nhẹ hơn chiếc 201 kg tí xíu hả. Nhưng mà chiếc kia tính ra là chiếc kia mã lực cao hơn, nó super siêu phẩm, super siêu bọt hơn. Nhưng mà để kiếm cho một chiếc xe nào giống như thế này để cạnh tranh với chiếc này về cái phân khúc mà mã lực này về xe thì chiếc này cũng không có đối thủ. Chiếc này cạnh tranh trực tiếp với chiếc S1000 1R ha. Còn chiếc đó là cạnh tranh với chiếc S1000 2R ha. BMW S1000 RR thì chiếc này là đối thủ. Chiếc S1000, BMW S1000 1R, chiếc này là đối thủ. Nó là một trong những dòng next buy sport. Đây là chiếc cà phê racer ha. Cũng như chiếc CBR kế bên, siêu phẩm kế bên, đây cũng là siêu phẩm nên Triumph cũng trang bị cho chiếc này, thậm chí có những điểm cũng hơn, chẳng hạn như dè carbon luôn nè. Honda chỉ không có carbon nha. Đây là dè carbon nha. Những miếng yếm carbon ha. Những chiếc xe siêu phẩm mới trang bị những carbon ha, carbon xịn của nhà sản xuất luôn nha. Chứ không phải là carbon ngoài gắn vô đâu. Những yếm carbon này, yếm carbon này nè và che dè sau. Phuộc cũng trang bị phuộc Olin điện ha, thế hệ mới của Olin luôn. Heo Rambo M50 luôn, thế hệ mới luôn ha, bởi vì xe này trình làng 2022 mà. Đó. Phuộc Olin điện luôn nha. Đây, phuộc sau cũng Olin điện luôn. Đây cụm pha đèn chắc xem rồi anh em. Này mở nguồn này cũng xài mốt nha. Này cũng xài khóa mốt ha. Đây khóa mốt. Đây có khóa cổ cũng khóa cổ điện luôn nha, được trang bị cho chiếc này khá là nhiều. Trên này lúc nãy đã nói chưa ta? Chắc chưa nói quá. Này 51 chạy nha. Rod nè. Sport nè, đầu tiên là sport ha. Sport nè. Truck nè. Reader nè. Run nè, Rod nè, sport nè. 51 chạy ha, 51 chạy. Rồi, muốn hết xăng rồi, yếu xăng rồi. Giao diện đồng hồ giao diện đồng hồ anh em có thể tùy chỉnh ha, tùy chỉnh giao diện đồng hồ. Đó, này màn hình luôn nha, kết nối nhạc qua Bluetooth, qua tai nghe ha, qua nghe, kết nối qua nghe điện thoại luôn, gì có SMS luôn hả ta, Google luôn, ơi quá trời luôn. Rồi anh em về tự kết nối, tự mò thêm nha, mình chỉ mò được có nhiêu thôi. Rất là nhiều công nghệ được trang bị trên này. Động cơ của Triumph thì
ba máy ha, động cơ ba máy, động cơ ba máy đứng. Thế mạnh của Triumph nổi tiếng là cột máy ba máy. Rồi. Chiếc xe mới xài lướt nên đồ là cực đẹp à, hả anh em, đẹp lắm, xịn sò lắm. Rồi, xe đang đi cây bô zin ha, anh em về có thể tùy tùy vô bô tùy ý ha. Rồi cái bộ đèn lái sau rất là đẹp nè, cái cụm đèn rất là đẹp. Yên này thì đang đi yên solo, cái miếng này miếng offline ha, miếng đồ chơi và miếng đồ chơi theo xe của hãng ha, còn miếng zin một cái yên nữa, yên nhỏ nhỏ cũng ngồi lên này cũng đẹp lắm, có thể tùy tháo ra và gắn vào. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, nhông sen dĩa hả? Nhìn cái bộ dĩa và xích cực đẹp luôn ha anh em. Rồi, phục ô lên điện nha, trang bị phục ô lên điện, chạy đang chạy tùy chỉnh nặng nhẹ tùy ý ha anh em, về tự mần mò ha. Rồi quýt ship này, những dòng như thế này là quýt ship hai chiều hết rồi, sang số nhanh hai chiều hết rồi hả. Dư dư nhiều tiền làm bộ cặp này về trưng bày trong nhà, trong biệt thự, trong phòng khách, hoặc là để thay đổi nhau đi đi chơi cà phê hoặc là đi xa gì cũng được. Với một cặp xe này thì thứ gì mà bằng nhé. Sơ ra thì những dòng như thế này nó phải cao nha, nó phải cao. Chiều cao yên của chiếc này 830 và chiếc CBR cũng 830 luôn, thì nó cũng phải nhóm nhóm nè. Nhưng mà chạy lên rồi thì không sao, chạy lên rồi thì rất là ok, rất là vừa ý. Rồi. Chiếc này đi thì đội cái nón mà của Triumph á, để dành cho cái phiên bản cà phê racer như thế này nè, đi nó mới đẹp, còn nó phải theo cái tông nó mới đẹp hả. Ok, còn chiếc này thì đi full quay dòng sport, còn cái này 3/4 cũng được, đi 3/4 mà của Triumph nón đẹp lắm. Rồi anh em có dư điều kiện, đủ điều kiện, dư điều kiện thì đem một cặp này về luôn, mang một cặp này về luôn, trưng bày biệt thự, trưng bày trong cái nhà xe của mình cho nó đẳng cấp ha. Và thay phiên nhau cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba gì đó đổi nhau đi cà phê chơi, đi chơi thay đổi qua lại hả, tăng phấn khích. Thật ra thì sợ ít tiền thôi, chứ nhiều tiền thì mua những chiếc xe như thế này về trải nghiệm chơi nó còn đó, chơi xe nó còn đó, bất quá nó lỗ tí đỉnh chứ còn nó không có bị sao hết. Sợ cái đam mê khác thôi, chứ đam mê xe thì không có sao. Ông chủ quán xe đang dụ á, đang dụ mọi người á. Nhưng mà thật, chơi xe nó nâng cao giá trị cuộc sống mình, nó thêm phần nâng cao giá trị, thêm phần thôi nha, thêm phần nâng cao giá trị cuộc sống mình, và nó còn đó chứ không mất đâu, bất quá lộ tí thôi. Đam mê những cái gì nó không đúng thì nhiều khi nó tiêu tan và nó sụi mình, nó sụp mình, chứ đam mê xe thì còn nguyên. Gái trai cờ bạc cái gì đó thì có thể nó đẩy cuộc đời mình đi đến đâu không biết như thế nào, chứ còn đam mê xe thì nó còn nguyên đó, rồi nó lại phục vụ chính cái đam mê của mình, nó phấn khích hơn ha. Rồi chiếc này thì như đã nói thì giá xe mới ra tên xong thì rơi vào 1 tỷ 1 tỷ 1 40. Chiếc này lăn bánh 500 cây
biển số thành phố Hồ Chí Minh đẹp, thì chiếc này có giá bán là 900 triệu ha. Anh em mua thì vui vẻ, mình có thể bớt tí xíu nữa được ha, không bớt được nhiều lắm, tại bữa nay là được rồi, mình có làm giá cái làm clip trước thì có báo cái giá là 950 lúc đó mới về, nhưng mà thì theo năm tháng bán chậm chậm này thôi, mình cũng muốn xử lý á, mình lưu lại, chủ động lưu lại, thì anh em vui vẻ có thể bớt tí xíu nữa. Một cái giá nó cắt lỗ sẵn khá là hời so với đi mua xe mới ha. Chiếc này nó không nói chung bằng xe mới thì mình thì nó không thể nói như vậy được, nhưng mà nó cũng đâu đó 9-10 với mới, thì nó có 500 cây mà còn bảo hành hãng hết luôn, nguyên đẹp luôn. Đây 2021 nha, giá 900 triệu cho chiếc CB1000 3LR phiên bản SB HRC đó. Có lên được chống đổ nè, chống đổ bảo vệ các nước rồi, những thứ nhẹ thôi, cũng không đáng kể lắm, nhưng mà cũng đã được trang bị rồi, đủ rồi. Chiếc thứ hai là chiếc Suzuki của nhà Triumph này, giá mua mới thì 569 triệu chưa ra giấy. Ra giấy ra tên xong thì 696 triệu cũng như là 700, còn có 4 triệu nữa là 700. Xe này xe mới tầm 700 hả? Mà chiếc này Odo 5000, 6000, 6000 nha. Chiếc này thì cũng trong cái phân khúc xài lướt, nhưng chiếc này là 6000, cũng còn đẹp lan can, mua 2022 nữa luôn, được bảo hành đến 2024. 25 luôn, Triumph 3 năm thì nó còn nguyên bảo hành hãng nha. Anh em có muốn mua, muốn test hãng, muốn kiểm tra hãng thì tất cả đều thoải mái, không có vấn đề gì hết. Thì chiếc này có giá bán là 570 triệu ha. Đây cũng là một trong những siêu phẩm, thì nếu so ra với giá mới thì đã được cắt lỗ rồi, thì chiếc này cũng tiết kiệm được 100 mấy chục triệu so với xe mới. Anh em về mua về sang tên chỉ tầm mấy triệu thôi, đóng thuế 1% thôi. 5 triệu đóng 500, đóng 5 triệu, 600 triệu thì đóng chỉ 6 triệu mà thôi. Lân quanh tầm 5 triệu mấy, 6 triệu, 6 triệu là đã sang tên xong cái này rồi. Chiếc này cũng thế 1% thôi, về cũng quanh quanh tầm 8, 9 triệu tiền sang tên thôi. Những chi phí khác nữa thì cộng vô có khi lên 10 triệu, 11 triệu thôi. Chiếc này cũng 6 triệu tiền thuế, 5 triệu mấy, 6 triệu tiền thuế thì cộng tới lưu tiền lân quanh lặt vặt nữa thì chắc cũng 7-8 triệu thôi. Thì so với giá mới thì những chiếc xe như thế này nó cũng được khá là hời trong cái giá đã cắt lỗ rồi. Những anh em có điều kiện đi mua xe mới thì thôi, còn ví dụ như những anh em chơi mà thường hay đổi, hoặc là xem những chiếc như thế này nó gần như mới như thế này, mua vẫn được tiết kiệm được kha khá với so với đập thùng xe mới, thì đây là một trong những lựa chọn nó cũng khá là hợp lý, nên anh em có thể quan tâm và quyết định ha. Rồi, nếu mà quyết định được hai chiếc luôn thì ông chủ vui lắm, chủ bán xe vui vẻ, vui thêm phút nữa. Rồi, anh em quan tâm thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại 0933891954 và 0902319854 nha. Hai số đều có Zalo hết, và xe về mình cập nhật sớm trên hai số đó trước, và có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn. Trên góc màn hình nha anh em, có thể theo dõi thêm, xe về mình cũng cập nhật trên đó trước. Và địa chỉ của Mô Tô Văn Nga thì 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Mua quán giao dịch tại cửa hàng đây, nhà cửa mình ở đây, nên anh em yên tâm ha, xe đây, cửa hàng. Nói chung mấy nay thì những chiếc xe mới về cũng đã được giao dịch nhanh, còn những anh em có quan tâm thì lựa chọn nha. Chiếc CB1001 thì đã được nhận cọc rồi, một người anh, một người khách không biết luôn, âm thầm chuyển cọc mình nhận luôn rồi. Rồi sẽ chuyển xe sau, chuẩn bị mình sẽ làm cái clip cho hai chiếc Shadow, anh em có thể quan tâm đợi ha. Shadow hiện giờ có 3 chiếc, là một chiếc Phantom đời 2015, một chiếc Beatrix đời 2008 2009 và một chiếc Aero 209, chiếc đúng rồi, Aero 209 luôn. Mình sẽ làm clip rồi, nó cũng dài lắm rồi. Xe thì cực kỳ đẹp, cực kỳ chuẩn rồi, không có gì để nói nữa hết. Rồi, quyền lựa chọn là các anh em, các quý khách. Rồi, lại một lần nữa mình rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em bạn bè đã quan tâm và ủng hộ Mô Tô Văn Nga 79. Xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe.